Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, sau khi bố trí xong võ ý đại trận, Tần Trần đã bảo mọi người nghỉ ngơi trong 3 ngày để đưa trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất. 3 ngày sau hắn sẽ mở ra đại trận. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ. Thế là Tần Trần bắt đầu sắp xếp vị trí ngồi cho từng người. Ở bên trong đại trận là Lưu Huyền Duệ, Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly, Gia Luật Hồng Đào, Phó Tinh Thành và Lưu Thái Lão Tổ. Còn bên ngoài đại trận, ở tầng đầu tiên là Hắc Nô và đám người U Thiên Tuyết. Các tầng phía sau là mấy người Nam Quốc vừa đến. Khi đã sắp xếp xong vị trí, Tần Trần liền bắt đầu khai mở đại trận. Ngay sau đó, một cổ ý trí trung kích lấy Tần Trần làm trung tâm, rồi từ từ lan rộng ra ngoài. Khi ý trí trung kích này đã bao phủ toàn bộ đại trận, thì cường độ của nó dần dần được nâng lên. Mà lúc này, mấy người Nam Quốc vừa đến đã không chịu được, nên phải đi ra. Cho đến khi đại trận mở ra hoàn toàn, thì chỉ có Hắc Nô và đám người U Thiên Tuyết là còn trụ lại được thôi. Lúc này Tần Trần liền bảo Phó Tinh Thành và Lưu Thái khai mở ra ý chí võ đạo của bản thân. Ngay thời điểm hai người mở ra ý chí võ đạo, thì bên trong đại trận liền biến thành một không gian khác. Mà trong không gian này có hai thân ảnh đang diễn hóa ra võ học. Hai đạo thân ảnh này vừa xuất hiện thì thanh âm của Tần Trần cũng vang lên. Hắn nói: Trước mắt mọi người đang là ý chí võ đạo của Phó Tinh Thành viện trưởng và Lưu Thái lão tổ. Mặc dù đều là công pháp nhưng do mỗi người có bước đi bất đồng, thế nên cảm ngộ võ đạo cũng sẽ khác nhau. Chính vì thế, ta sẽ diễn luyện ra một vài loại ý chí võ đạo khác, mọi người có thể tham khảo, đồng thời tìm ra một cái phù hợp với bản thân. Lời nói Tần Trần vừa dứt, theo đó là một đạo thân ảnh đã xuất hiện trong không gian này. Mà đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trong nháy mắt khí tức của Phó Tinh Thành và Lưu Thái đã bị trấn áp xuống. Rồi sau đó, Tần Trần liền diễn luyện ra ý cảnh của mấy cao thủ hàng đầu vũ vực. Thời gian dần trôi, không chỉ Lưu Huyền Duệ và đám người Trác Thanh Phong chìm vào trong cảm ngộ, mà ngay cả Phó Tinh Thành và Lưu Thái cũng bắt đầu có thêm cảm ngộ cho bản thân. Sau khi diễn luyện xong, Tần Trần liền mở mắt ra nhìn đám người trong đại trận rồi lẩm bẩm nói, tất cả những gì ta có thể làm cũng chỉ có như vậy, còn chân chính nắm giữ được bao nhiêu thì phải xem thiên phú và tạo hóa của các ngươi rồi. Sau một hồi quan sát đám người, thì Tần Trần cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu đế vương chi khí. Cứ như thế, bên trong đại trận dần chìm vào trong yên tĩnh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thì lúc này, trên thân Lưu Huyền Duệ bỗng phát ra một cổ khí tức vũ vương cường giả. Rồi liền ngay sau đó, Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly, và luật hồng đào ở trên người cũng đồng thời phát ra cổ khí tức của Vũ Vương. Theo đó, cả bốn người đều từ từ lăng không bay lên, chứng tỏ bốn người họ đã chân chính bước vào cảnh giới Vũ Vương. Mà lúc này cả bốn người cũng vô cùng kích động, trong đó Trác Thanh Phong và Nam Cung Ly vì quá xúc động mà bực khóc. Nhìn thấy bốn người kích động như vậy, Tần Trần liền lên tiếng nói, như thế nào, ta không có lừa các ngươi chứ. Vừa nghe thấy thanh âm của Tần Trần, cả bốn người đồng thời tiến đến trước người Tần Trần, quỳ một chân xuống rồi cung kính nói, đa tạ Tần Đại Sư. Thấy vậy, Tần Trần cười nói, các vị không cần cảm tạ, nếu đã là đồng minh, thì ta tự nhiên sẽ giúp các vị. Hiện tại tất cả mọi người đều đã đột phá Vũ Vương, vậy thì tiếp theo chính là lúc hủy diệt lãnh gia. Tần Trần vừa nói xong, thì Hắc Nô liền lên tiếng nói qua về thực lực của đám người lãnh phá công. Theo như hắn nói, thì mạnh nhất là Yến Vô Cực, tu vi của hắn đã đạt đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó là lãnh phá công và nhạc lãnh thiện, hai người này tu vi đều sang sang nhau, đều là thất giai sơ kỳ. Còn yếu nhất chính là Ngô Thành Phong, nhưng do hắn đã tiến vào thất giai vũ vương lâu năm nên cũng không thể khinh thường. Nói xong mấy lời này, Hắc Nô trầm ngâm một lát rồi thở dài nói, năm đó khi Thái Gia Gia độc chiến cùng lãnh phá công và nhạc lãnh thiện, do bị yến vô cực đánh lén nên mới bỏ mình ngã xuống nghe được lời này của hắc nô lưu huyền duệ ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó hắn thở dài nói không ngờ các hạ là người của nguyên gia còn sót lại chuyện nguyên gia bị diệt năm đó một phần cũng do lưu thị ta không xuất thủ nghe lưu huyền duệ nói vậy hắc nô lại nói hiện tại nguyên gia đã không còn mà hắc nô ta đã là người của trần đế cách thế nhưng mối thù năm đó của nguyên gia ta không thể không báo lúc này lưu thái lên tiếng nói các hạ yên tâm hôm nay lưu thị ta đã kết minh cùng trần đế cát cho nên mối thù của nguyên gia năm đó lưu thị chúng ta sẽ cùng nhau xuất thủ mà đúng lúc này hoàng hoáng từ bên ngoài chạy vào báo cho lưu huyền duệ là có thư cấp báo từ biên cảnh gửi về vừa mở thư tính ra đọc trên mặt lưu huyền duệ liền hiện rõ vẻ tức giận rồi hắn lạnh giọng nói ở biên cảnh cấp báo đại chu vương triều tập hợp trăm vạn đại quân tấn công đại uy vương triều chúng ta hiện tại đã có mấy thành trì bị chúng chiếm mất không những thế mà chúng còn biết rất rõ phòng thủ của các thành trì này, nên vừa đánh đã thắng rồi. Nghe thấy điều này Lưu Thái liền nói, sao Đại Chu Vương Triều lại phát động tấn công vào thời điểm này, ta cảm thấy có điều gì đó quá trùng hợp ở đây. Lưu Thái vừa nói ra câu này, thì tất cả mọi người ở đây đều nghĩ đến cùng một đáp án, đó chính là lãnh gia cấu kết với Đại Chu Vương Triều. Vừa nghĩ đến khả năng đó, Lưu Huyền Duệ tức giận định đến tìm lãnh phá công, thì lại bị Tần Trần ngăn lại. Hắn nói, Lưu Huyền Duệ hiện tại có đến lãnh gia, thì lãnh phá công cũng không thừa nhận chuyện này hơn nữa còn vì thế mà rút dây động rừng thế lưu huyền duệ không có phản ứng gì tần trần lại nói tiếp hiện tại chúng ta chỉ cần giải quyết xong lãnh gia thì vấn đề ở biên cảnh tự nhiên sẽ yên ổn còn những thành trì bị mất thì bệ hạ không cần lo lắng hiện tại số lượng đan dược mà bệ hạ đặt trước đó đã có đủ kèm theo đỉnh khí cắt cũng đang sản xuất lượng lớn vũ khí loại mới nếu như chúng ta chuyển hết chỗ đó vào quân đội thì rất nhanh sẽ lấy lại được mấy thành trì đã bị mất kia Nghe Tần Trần nói vậy, Lưu Huyền Duệ thở dài nói, vấn đề này trẫm minh bạch, nhưng hiện tại làm sao để dẫn đám người lãnh gia xuất động, để một mẻ tóm hết bọn chúng. Nghe vậy, Tần Trần nở nụ cười âm lãnh nói, cái này thì ta đã có chủ ý. Mà lúc này tại lãnh gia, sau khi nghe tin Đại Chu Vương Triều đang toàn lực đánh chiếm ngoài biên cảnh, thì lãnh phá công vui mừng không thôi, vì hiện tại giai đoạn đầu trong kế hoạch của hắn đã thực hiện được. Đúng lúc này thì lãnh phi phàm đi vào báo tin. Tần Trần dẫn theo một đám người lén lút rời khỏi hoàng cung, tiến về phía Huyền Châu. Vừa nghe được tin này, Lãnh Phá công liền vui mừng ra mặt. Còn Yến Vô Cực thì trầm ngâm một hồi rồi nói, tên tiểu tử này hiện tại đi ra khỏi hoàng cung như thế, không biết có âm mưu gì không đây, chẳng lẽ hắn không biết chúng ta chỉ chờ hắn rời khỏi hoàng cung rồi sẽ động thủ sao? Lãnh Phá công nghe vậy thì cười nói, các vị không cần phải nghĩ quá nhiều, Tần Trần chỉ là nhân vật nhỏ thì có thể có âm mưu xảo trá gì? người mà chúng ta cần thiết quan tâm chính là lưu thái lão tổ hiện tại nếu bốn người chúng ta liên thủ chưa chắc đã đánh bại được lưu thái và phó tinh thành đến khi đó lưu thị quay lại đối phó với chúng ta thì khoảng cách đến lúc gia tộc bị hủy cũng không xa nhưng mà nếu mặt gia đứng về phía chúng ta nữa thì khi đó chúng ta mới có thể dễ dàng hủy diệt lưu thị đúng lúc này có người vào bẩm báo mặt lão tổ mặc thiên minh đến bái kiến nghe vậy đám người lãnh phá công cũng không biết mặt lão tổ đến đây làm gì Thế là ba người yến vô cực, ngô thành phong, nhạc lãnh thiện liền trốn đi. Một lát sau, mặt thiên minh tiến vào, vừa vào đến trong phòng hắn liền nói, yến vô cực, nhạc lãnh thiện, ngô thành phong, nếu các vị đã ở đây rồi thì ra đi. Thấy mình đã bị phát hiện, nên ba người liền đi ra, tươi cười hướng phía mặt thiên minh nói, không biết mặt lão tổ làm sao biết chúng ta ở đây. Mặt thiên minh không để ý đến lời này, hắn liền nói, chuyện đại chu vương triều mấy ngày trước toàn lực tấn công ngoài biên cảnh. Chắc có liên quan đến mấy vị. Nghe vậy, lãnh phá công trong mắt hiện lên sát ý nói. Mặt thiên minh, chuyện này không thể nói lung tung. Huống chi việc đại chú vương triều tấn công đại uy vương triều làm sao mà chúng ta biết được. Thấy lãnh phá công nói thế, mặt thiên minh cũng không để ý. Hắn liền nói. Các vị quỳnh mặt gia ta buôn bán xin ý quanh các vương triều lớn sao. Tin tức dạng này mà ta còn không biết, thì mặt gia ta sao có thể làm ăn được nữa. Nghe vậy lãnh phá công cũng không biện bạch gì thêm. Hắn liền nói mặt lão tổ hôm nay tới đây cũng không phải là vì chuyện này chứ mặt thiên minh cười nhạt nói đương nhiên là không phải hôm nay ta đến đây là muốn cùng chư vị kết minh để mua nghiệp lớn nghe xong lời này của mặt thiên minh lãnh phá công ánh mắt hiếp lại nói lời này của mặt lão tổ phải hiểu như nào trước đó ta cũng đã nhiều lần mời ngươi gia nhập nhưng ngươi đều từ chối tại sao hôm nay lại thay đổi vậy lãnh phá công vừa dứt lời thì mặt thiên minh cười nhạt nói chư vị ta có một tin tức vì trước kia chưa khẳng định được thật giả nên chưa thể đưa ra quyết định được. Nhưng sau nhiều lần thăm dò điều tra, ta khẳng định được tin tức này là thật, nên hôm nay mới đến đây kết minh. Tin tức đó là, Lưu Thái Lão Tổ 20 năm trước bản thân đã bị thương nặng, hiện tại đang trong tình trạng hấp hối, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vừa nghe xong tin tức này, đám người lãnh phá công thân thể đều chấn động mãnh liệt, sau đó cả đám đều đồng thanh nói. Tin tức người nói là thật, tin tức này có đáng tin hay không? nội dung của tập này đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo nhé